Lịch sử về tượng nữ thần tự do vào năm 1865, một nhà trí thức chính trị, người Pháp và là nhà hoạt động chống chế độ nô lệ tên là Lavoisier đã đề xuất xây ra bức tượng đại diện cho tự do của Hoa Kỳ. Tượng đài này tôn vinh kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ và tình hữu nghị với nhân dân Pháp. Nhà điêu khắc người Pháp Bartholdi ủng hộ ý tưởng của Lavoisier và vào năm 1870 đã bắt đầu thiết kế bức tượng. Lúc đó bức tượng tên là Tự do soi sáng thế giới, Liberty Enlightening the World. Trong khi tượng nữ thần tự do được thiết kế bởi Bartholdi thì Bartholdi cũng đến Hoa Kỳ vào năm 1871. Trong chuyến đi thì Bartholdi chọn đảo Bedloe làm địa điểm để đặt tượng. Mặc dù hòn đảo này nhỏ nhưng mọi con tàu đi vào cảng New York đều nhìn thấy nó, nơi mà Bartholdi cho là cửa ngõ đi vào nước Mỹ, Gateway to America. Vào năm 1876, các nghệ nhân và thủ công người Pháp bắt đầu xây dựng tượng nữ thần tự do ở Pháp. Dưới sự chỉ đạo của Bartholdi, cánh tay cầm ngọn đuốc được hoàn thành vào năm 1876, được trưng bày và triển lãm ở Philadelphia. Phần đầu và phần vai được hoàn thành vào năm 1878, được trưng bày tại Paris. Toàn bộ bức tượng của nữ thần tự do được hoàn thành và lắp ráp từ năm 1881 đến năm 1884. Cũng năm 1884 thì việc xây dựng bệ cho tượng nữ thần tự do cũng bắt đầu được xây dựng tại Hoa Kỳ. Tượng nữ thần tự do của Pháp được trao cho Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 1884. Bức tượng được tháo rời và chuyển đến Hoa Kỳ bằng tàu hải quân của Pháp. Bức tượng đến New York vào 17 tháng 6 năm 1885 và được đón nhận rất nồng nhiệt. Nhưng lúc đó bệ cho tượng thì vẫn chưa hoàn thành. Cho đến năm 1886, bệ cho tượng nữ thần tự do được hoàn thành vào năm 1886. Lúc đó tượng nữ thần tự do được lắp ráp với tốc độ đáng kinh ngạc bởi một đội xây dựng dũng cảm. Đa số những người đó là những người nhập cư mới. Tượng nữ thần tự do còn gọi là tượng tự do soi sáng thế giới được chính thức khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Lúc khánh thành là lúc thời tiết có sương mù và ẩm ướt, nhưng có 1 triệu người dân New York đổ ra đường và cổ vũ cho tượng nữ thần tự do. Có các cuộc biểu hành trên đất liền và trên biển tôn vinh cho tượng, trong khi cờ và âm nhạc tràn ngập không khí, và lễ khánh thành chính thức được diễn ra bên dưới bức tượng.